luật nhập cảnh của Pháp cần được tôn trọng, vì thế muốn đến Pháp cần phải có hộ chiếu, dù bạn có là ai. Vào năm 1974, Ai Cập đã cấp một hộ chiếu có 102 trong lịch sử, hộ chiếu cho Ramesses II, vị pharaoh quyền lực và được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử của Ai Cập cổ đại. Vì xác ướp của vị pharaoh cần phải đến Pháp để kiểm tra và tu sửa. Khi chiếc máy bay chở xác ướp của ông hạ cánh xuống Pháp, đã được chính phủ Pháp chào đón với nghi thức trang nghiêm dành cho một vị quân vương. Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra và tu sửa, xác ướp của ông đã được đưa trở về Ai Cập theo đường hàng không, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng ở Cairo. Ramesses II có lẽ là vị pharaoh đầu tiên được cấp một hộ chiếu hợp pháp trên thế giới, đó là thủ phạm chính tạo nên những cảnh tượng thú vị này. Hiện tượng thác nước chảy ngược chỉ xảy ra khi có những cơn bão lớn hoặc gió cực mạnh từ biển thổi vào, bị chặn bởi các vách đá treo leo dựng đứng, gió bám theo các vách đá chuyển hướng theo chiều từ dưới lên trên, khiến cho dòng nước đang rơi xuống thay đổi hướng của mình. Các bạn có thể thấy, thác nước dường như đang chống lại và chiến thắng lực hấp dẫn khi vô số hạt nước được thổi tung lên cao. Đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên thú vị chỉ diễn ra vài lần trong năm. Thậm chí, có lúc thác nước chảy ngược còn tạo nên cầu vồng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và hiếm gặp. Aeolipai, có nghĩa là quả bóng gió, được cho là động cơ hơi nước đầu tiên trên thế giới được chế tạo bởi Heron, một kỹ sư thiên tài người Hy Lạp thời cổ đại, được chế tạo trước cuộc cách mạng công nghiệp lần một gần 2 thiên niên kỷ. Động cơ gồm một khối cầu được bố trí để khiến nó có thể xoay xung quanh trục. Hai cái vòi được gắn với khối cầu, đặt đối diện nhau và hai đầu được bẻ ngược hướng, và một nguồn cung cấp nhiệt. Khi động cơ hoạt động, nguồn nhiệt sẽ đun sôi nước, hơi nước sẽ thoát ra ngoài qua hai vòi, sẽ sản sinh ra một lực đẩy kết hợp dẫn đến xuất hiện mô men xoắn, khiến khối cầu xoay xung quanh trục của nó. Lực quay sẽ gia tăng tốc độ của khối cầu cho đến khi sức cản từ không khí đưa nó đến một vận tốc quay ổn định. Nếu Heron tiếp tục nghiên cứu, và động cơ hơi nước thực sự được phát minh ra đúng vào thời điểm đó, thì có lẽ bây giờ nền văn minh của con người đã sang một trang mới. Giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, một cánh cổng thần kỳ đã được thiết lập để kết nối những con người ở hai thành phố cách nhau 600 km của Ba Lan và Litva. Portal được thiết kế với mỗi màn hình tại hai địa điểm trông giống như một cánh cổng dẫn đến một không gian khác, thực sự cho phép bạn nhìn thấy những người ở thành phố cách xa hàng trăm km. Hiện tại ở hai cổng chưa được hỗ trợ về mặt âm thanh, vì rất khó có thể duy trì âm thanh một cách liên tục. Tuy nhiên, người ở hai cổng có thể vẫy tay, gửi nụ hôn hoặc thể hiện bằng nhiều động tác giao tiếp, nó tạo nên một điều gì đó đặc biệt hơn, dù không thể nghe được âm thanh bên kia. Trong tương lai, nhóm phát triển cho biết sẽ lắp đặt nhiều cánh cổng tương tự tại các thành phố khác trên khắp châu Âu. Ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, các vụ va chạm giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài xế trên xe, thì các hãng xe trên thế giới đều tiến hành các thử nghiệm thực tế để có thể thiết kế ra một chiếc xe an toàn và đưa nó ra thị trường. Đây là các thử nghiệm khi cho một chiếc ô tô lao vào đuôi của một chiếc ô tô khác. Nhóm nghiên cứu đã cho gia tăng vận tốc từ 16 km/h lên đến vận tốc cao nhất là hơn 400 km/h. Sau mỗi kết quả thì nhóm nghiên cứu đều ghi nhận các số liệu để có thể thiết kế ra những chiếc xe an toàn hơn. Người La Mã cổ đại đã sở hữu công nghệ nano trước chúng ta gần 1.600 năm. Bằng chứng là chiếc cốc Lycurgus làm bằng lam ngọc có khắc hình vua Lycurgus xứ Thrace, hiện đang được cất giữ tại Viện Bảo tàng Anh Quốc từ năm 1950. Điểm kỳ lạ của chiếc cốc rượu đặc biệt này là hiệu ứng ánh sáng khi chiếu vào. Nếu được chiếu từ phía trước, chiếc cốc có màu xanh ngọc. Nếu chiếu ánh sáng từ phía sau, chiếc cốc có màu đỏ như máu. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các mảnh vỡ thủy tinh dưới kính hiển vi. Họ đã phát hiện các vi hạt vàng và bạc nhỏ xíu đã được thêm vào thủy tinh. Các vi hạt này có kích thước chỉ khoảng 50 nanomet. Ánh sáng làm cho các hạt kim loại trong thủy tinh dao động và thay đổi theo hướng nhìn của bạn. Thật đáng kinh ngạc vì chiếc cốc có tính chính xác rất cao, không thể là một tác phẩm của sự tình cờ được. Nó là minh chứng tốt nhất rằng người La Mã đã có thể kiểm soát được hạt nano ở một mức độ nhất định. Lực hấp dẫn là một trong các lực cơ bản của vật lý. Chúng ta đã quy định lực hấp dẫn của trái đất vào khoảng 1 g. Thực nghiệm này cho chúng ta so sánh lực hấp dẫn của các hành tinh trong thái dương hệ so với trái đất. Cách thông số dựa trên kích thước và khối lượng của các hành tinh, lực hấp dẫn của chúng thông qua đơn vị trung gian là lực hấp dẫn g của trái đất. Lần lượt sẽ so sánh các hành tinh theo thứ tự khoảng cách tới mặt trời. Trong các hành tinh chỉ có sao Kim và sao Thổ là có lực hấp dẫn tương đương trái đất khi lần lượt là 0,904g và 1,065g. Và chùm cuối sẽ không khiến các bạn phải thất vọng. Sometimes it could be a little tough. I just need to.